Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các thầy cô cách chơi trò chơi trên Bamboozle để luyện kỹ năng speaking, kỹ năng nói nhé. Thì ở đây chúng ta đang là bản miễn phí nên chỉ chơi được cái Bamboozle này thôi. Thì chúng ta có thể chia lớp thành 1, 2, 3, thành 3, 2, 3, 4 đội. Được chưa? Một đội thì cũng được, 2, 3, 4 đội. Thì tùy số câu hỏi mà chúng ta sẽ chọn xem là có bao nhiêu câu hỏi được hiển thị ở trên màn hình. Thì ở đây cái game này mình 22 câu hỏi nên mình sẽ chọn 24. Thì trò chơi nó sẽ tự động bỏ bớt một số các câu hỏi của mình đi đấy, để nó thêm vào các cái power ups, là những cái như là mất điểm này, đổi điểm này, đội khác mất điểm này, hay là bị cả hai đội đều mất điểm. Nó có rất nhiều các power ups. Thì chúng ta có ba lựa chọn chơi, một là chơi quiz. Chơi quiz không, tức là chỉ có các câu hỏi mình đã soạn thôi. Cách chơi thứ hai là các câu hỏi và có thêm các power ups như mình đã nói lúc nãy. Và cái thứ ba là các power ups dễ. Thì những cái option ở đây này chỉ là khi nào chúng ta mua thì mới được thôi. Đấy, hoặc team, tức là mình phải mua thì mình mới được. Đấy, hoặc là cũng có các cô cũng có thể đổi team nhé. Mình sẽ giải thích đổi team thì nó sẽ như nào. Ví dụ nếu như mình đổi team thì những cái ô lật lúc sau nó sẽ không phải là số nữa, mà nó sẽ là hình, các cái hình liên quan đến Easter này, hoặc có thể là hình liên quan đến mùa xuân này. Đấy, tí chúng ta sẽ đổi thử nhá. Rồi bây giờ chúng ta để cái dạng là không không có team, chúng ta chọn cái ở giữa. Ok, thì ở đây khi ra, nếu mà chọn cái không có team nó sẽ ra các loại số từ số 1 đến số 24. Thì khi nào mà cái chữ, cái đội nào mà được trả lời ấy, thì đội đấy sẽ in màu đậm, còn đội còn lại không in màu. Thì ở đây chúng ta nên đổi tên cho đội, có thể cho học sinh chọn tên đội, ví dụ đội boy chọn đội là boy. Chúng ta nên ghi tên của học sinh ra để các bạn ấy biết là mình đang nằm ở đội nào, dụ đội girl, và biết được là thứ tự trả lời là ai, ví dụ thế, vân vân. Ok, thì chúng ta sẽ gọi từng bạn của đội boy, một bạn trả lời trước, xong lại một bạn của đội girl trả lời. Dụ lượt đầu tiên mình choose bạn Hoàng An chẳng hạn. Hoàng An choose a number, he will choose a number. Thì nếu như bạn ấy trả lời đúng thì các cô check ok, trả lời sai thì check vào oops, thì bạn ấy sẽ không được cộng điểm. Ở đây bạn đã được cộng 20 điểm. Tiếp theo lại gọi một bạn nữa của đội nữ, bạn Hoàng Anh chẳng hạn. Ok, ví dụ Hoàng Anh trả lời sai mình bấm vào oops thì Hoàng Anh sẽ không được cộng điểm. Tiếp theo lại gọi bạn Bối Anh, bạn Bảo An chẳng hạn. Đấy, cứ trả lời đúng thì mình tích. Lại gọi bạn Trâm Anh chẳng hạn. Thì bất kỳ trong các cái lựa chọn này nó sẽ có các cái lựa chọn là mất điểm, đổi điểm, vân vân. Đấy, ví dụ như này là đội đội nữ đã chọn và đội team sẽ bị mất 20 điểm, loses 20 points. Đấy, nó sẽ trừ 20 điểm. Thì bất kỳ trong các cái này nó sẽ ra những cái nào mà đổi điểm, bị mất điểm hoặc là cộng điểm, vân vân. Thì chú ý là vì vì cái lượt của đội nào thì chỉ đội đấy được cộng điểm hoặc trừ điểm thôi. Thế cho nên nếu như cái bạn mà được họ gọi đấy không trả lời được thì chúng ta sẽ mời một bạn khác trong đội để trả lời nhá, chứ không mời đội còn lại, bởi vì nếu mời đội còn lại thì điểm nó vẫn sẽ là chỉ cộng hoặc trừ của đội cũ thôi. Vì đây là bản miễn phí, còn bản trả tiền thì chúng ta có thể cộng điểm cho bất kỳ đội nào cũng được. Thế là các cô lưu ý nhá, khi mà một bạn trong đội không trả lời thì sẽ tìm sự giúp sức của một bạn khác trong đội. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử đổi các cái team khác nhé cho các thầy cô nào. Ví dụ nếu như mình đổi cái team khác thì nó như nào. Cái team khác thì ví dụ ở đây cái team này chúng ta có thể chọn bất kỳ team nào, ví dụ chọn team về spring chẳng hạn. Ok, spring, hay chọn team về school, alphabet word này, zoo cũng hay, team về zoo nhé, chúng ta sẽ chọn team về zoo. Thì cái câu hỏi ở đây nó hiện lên, nó sẽ là các hình các con vật. Thì mình có thể cho học sinh chọn là which animal do you choose? Con thích chọn con vật nào? Đó. Đấy, thì học sinh sẽ chọn, ví dụ I choose snake. Cũng là một cách để chúng ta hỏi thêm học sinh để nắm được các cái từ vựng của các con. Ok, chúc các thầy cô cho các con chơi vui vẻ.